Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 trên tuyến quốc lộ 26, đoạn qua thôn 12 xã Ia Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô bán tải và xe máy khiến 3 người trong gia đình tử vong tại chỗ. Theo đó, vào thời điểm trên, xe bán tải biển kiểm soát 72C28603 do Trần Doãn Tùng, sinh năm 1979, trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk điều khiển theo hướng từ Krông Park đi thành phố Buôn Ma Thuột. Khi đến đoạn xã Ea Tu thì tông vào xe mô tô biển kiểm soát 47F147648. Trên xe có 3 người, gồm ông VVH, sinh năm 1983, chở vợ và con sinh năm 2011, cùng trú tại Buôn Tân Sinh, xã Ea Đa, huyện Ea Ka, đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, cả 3 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngày hôm qua tại Cao Bằng đã xảy ra sạt lở đất tại xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, khiến một nhà dân bị vùi lấp, một người thiệt mạng và 2 người bị thương. Mưa lớn trong nhiều ngày đã làm một khối lượng đất đá từ ta luy phía sau nhà anh Vừa Mí Lía sạt lở, đẩy căn nhà về phía trước. Vụ việc khiến một cháu bé sinh năm 2021 tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường giải cứu các nạn nhân, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ gia đình dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Qua sự việc này, khuyến cáo người dân khi phát hiện những dấu hiệu sạt trượt phải sớm báo cho chính quyền địa phương để có phương án xử lý, không được chủ quan, lơ là, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Sau tháng đầu năm nay, nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng. Để có được kết quả này, thì ngành phân bón đã rất nỗ lực để nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Ngày 2 tháng 8, Hiệp hội Phân bón Việt Nam đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 6 với mục tiêu là phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, sạch. Với mục đích khai thác tiềm năng lợi thế nguyên liệu hữu cơ sẵn có để sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cân đối dinh dưỡng vô cơ hữu cơ để duy trì và nâng cao sức khỏe đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững. Thứ nhất là phát triển phân bón công nghệ cao, phân bón thế hệ mới, ví dụ như tan châm này, tan có kiểm soát và định hướng là phát triển phân bón hữu cơ một cách hợp lý. Tại vì phân bón hữu cơ hiện nay là chúng ta sử dụng hơi thấp, mới được có khoảng 2-3 triệu tấn. Thì dự theo cái kế hoạch của chính phủ ấy, là trong khoảng 10 năm tới là chúng ta phải dùng là khoảng 5 triệu tấn phân bón hữu cơ, tức là hợp lý giữa tỷ lệ giữa phân bón hữu cơ và phân bón vô cơ. Theo cái định hướng của Hiệp hội Phân bón Việt Nam là hướng tới một nền nông sản sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, thì công ty Sinic Tân Phát cũng góp phần chung tay để giúp bà con có những cái sản phẩm phân bón tốt, cải tạo, tăng độ màu mỡ phì nhiêu cho đất, làm giàu cho đất và để giúp cho đất có những cái dinh dưỡng, đầy đủ dinh dưỡng để giúp cho cây tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh hại và đồng thời là cho ra một cái nền nông sản sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay lúa là cây trồng chính và ưu tiên ở Việt Nam, đóng góp 6% vào GDP của Việt Nam. Sản lượng lúa hàng năm của Việt Nam vào khoảng 40 triệu tấn, tiêu thụ phân bón ở Việt Nam khoảng 10 triệu tấn mỗi năm, trong đó phân bón vô cơ chiếm 75-80%. Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là một vấn đề lớn trong sản xuất lúa gạo, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Ngày 2 tháng 8 tại Hà Nội, Bệnh viện Bưu điện đã tổ chức Ngày hội tư vấn vô sinh hiếm muộn mùa thứ 9 với chủ đề IVF Bưu điện, sàng lọc gen bệnh, khỏe mạnh con yêu. Việt Nam hiện có khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tương đương hơn 1 triệu cặp vợ chồng có vấn đề về sức khỏe sinh sản. Đặc biệt, việc phát hiện ngày càng nhiều bệnh lý di truyền ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của thế hệ sau. Trong những năm gần đây, kết hợp với Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện triển khai chiến lược trọng tâm sàng lọc gen bệnh khỏe mạnh con yêu cho các cặp vợ chồng mang gen bệnh. Nhiều trường hợp mắc bệnh hoặc mang gen di truyền của nhiều bệnh nguy hiểm đã được tư vấn sàng lọc di truyền. Kết quả là đã sinh ra em bé hoàn toàn khỏe mạnh, không mang gen bệnh. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn hoặc không may mắc bệnh mang gen di truyền, năm 2024, Bệnh viện Bưu điện quyết định hỗ trợ 50 suất cho vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn và cần sàng lọc, kiểm tra các vấn đề di truyền. Ngoài ra, bệnh viện cũng hỗ trợ chi phí 30 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có con lần nào nếu làm IVF tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản của bệnh viện.
Mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, chương trình chuyển hội nhập tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Sáng tạo xanh đưa khoai mì vào ẩm thực Việt. Các khách mời nhận định, khoai mì từ lâu đã trở thành một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Từ những món ăn dân dã ở các vùng quê, đến những món tráng miệng tinh tế trong các nhà hàng sang trọng, tinh bột khoai mì dùng trong chế biến các loại bánh kẹo có thể được lên men để sản xuất các loại nước giải khát, rượu và sản phẩm lên men khác, hay được sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi, nhất là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các doanh nghiệp sản xuất bánh tráng ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, việc tìm kiếm và phát triển những sản phẩm từ nguồn nguyên liệu xanh, bền vững như khoai mì trở nên quan trọng. Buổi tọa đàm nhấn mạnh vai trò của khoai mì không chỉ là nguyên liệu giàu dinh dưỡng mà còn là yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo trong ẩm thực, góp phần bảo tồn và phát triển văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam. Việc kết nối các chuyên gia và doanh nghiệp trong buổi tọa đàm cũng là bước đệm quan trọng để xây dựng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ khoai mì, đồng thời tạo ra những giá trị gia tăng bền vững cho ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Thưa quý vị, đình Chu Quyến hay còn gọi là đình Tràng thuộc xã Trung Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Đình xây dựng vào cuối thế kỷ 17, có kiến trúc gỗ tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc dân gian của Việt Nam. Đình lưu giữ nhiều tầng lớp văn hóa, giúp người đương thời hiểu hơn về nền văn hóa Việt Nam qua chiều dài lịch sử. Là ngôi đình lớn nhất xứ Đoài, đình Chu Quyến nằm ở địa thế rất đẹp thuộc địa phận làng Chu Quyến, ngôi làng hiền hòa ven đê sông Hồng. Phía xa xa là đỉnh núi Ba Vì hùng vĩ. Xưa kia đình thuộc làng Chu Tràng, xã Châu Tràng, Tổng Châu Tràng, huyện Tiên Phong, phủ Quảng Oai, trấn Sơn Tây. Sau Chu Tràng tách ra thành hai làng Chu Tràng và Chu Quyến ở hai bên bờ sông nên đình thuộc làng Chu Quyến, nhưng nhân dân địa phương vẫn quen gọi là đình Tràng với câu ca đình Tràng chống vật mõ cổ đô. Đình Chu Quyến còn có tên gọi là đình Tràng, tọa lạc tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là một ngôi đình cổ được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 17. Với nét kiến trúc độc đáo, đình Chu Quyến đã góp phần tạo nên nét văn hóa của vùng đất thiêng Ba Vì. Đình Chu Quyến được thiết kế gồm một tòa đại đình hai gian ba trái trông sừng sững và bề thế. Mái đình xòa rộng lan xuống thấp tạo vẻ bề thế vững chãi. Các đầu đao vút cong lên làm toàn bộ ngôi đình nhẹ nhàng thanh thoát. Theo truyền thuyết, đình Chu Quyến nhờ Nhã Lang Vương còn gọi là Đức Thánh Tràng, con của vua Lý Phật Tử và bà Lã Thị Ngọc Thành, người làng Chu Tràng. Nhã Lang Vương đã có công giúp vua đánh tan giặc Tùy ở Long Biên. Sau khi Nhã Lang Vương qua đời, để tưởng nhớ công lao của ông đã có công dẹp giặc, giữ gìn sự bình yên cho đất nước, nhiều làng ở quanh bờ sông Hồng tôn thờ ông là Thành Hoàng Làng. Đình Chu Quyến được làm bằng gỗ lim, có kết cấu khung gỗ trồng giường truyền thống, là một không gian kiến trúc mở, không có hệ thống ván nong, cửa bức bàn bao quanh bốn phía hàng cột hiên, thay vào đó là một hệ lan can thấp bao quanh hệ sàn gỗ. Hậu cung nơi thờ Thành Hoàng Làng là Nhã Lang cũng không được làm tách riêng mà nằm ngay trong gian giữa chính điện, tại vị trí các cột cái và cột quân phía sau gian trung tâm tòa đại đình, và được quây kín, cố định, tạo không khí thần bí và trang nghiêm. Không chỉ có phong cách kiến trúc độc đáo từ những cột kèo mái mà nghệ thuật điêu khắc tại đình Chu Quyến cũng không kém phần đặc sắc như các con giống bằng đất nung bên bờ nóc con sô, kìm nóc, đầu đao hay những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên cấu kiện gỗ mà chủ đạo là hình tượng rồng, được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau như rồng phượng trầu mặt nguyệt, rồng vờn châu ngọc, thể hiện tài năng sáng tạo cao độ của người Việt xưa. Đặc biệt, đình còn lưu giữ 15 đạo sắc phong của các triều Lê Trung Hưng, Tây Sơn, triều Nguyễn Phong Thần cho Nhã Lang Vương. Với những giá trị độc đáo trong nghệ thuật kiến trúc và lịch sử văn hóa, từ năm 1962, đình đã được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử của quốc gia. Năm 2010, đình Chu Quyến được Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế trao giải thưởng là ngôi đình có kiến trúc nghệ thuật đỉnh cao và được trùng tu tôn tạo với kỹ thuật tiên tiến khiến cho ngôi đình vẫn giữ được nét đẹp cổ xưa vốn có. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Trên báo Nhân dân trân trọng giới thiệu bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tấm gương mẫu mực sáng ngời về đạo đức cách mạng của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta.
đồng chí là hiện thân đầy đủ, vẹn toàn về phẩm chất, đạo đức, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của người cộng sản mẫu mực, kiên trung, thuộc thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới, được cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài kính trọng, tin yêu, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, sáng ngời của đồng chí trở thành niềm tự hào của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, cổ vũ động viên chúng ta học tập và noi theo, góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, biến đau thương thành hành động cách mạng, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như tâm nguyện của đồng chí. Theo bài viết những điểm cần chú ý khi hoàn thành đăng ký xét tuyển đại học trên báo Lao động, từ 17 giờ ngày 30 tháng 7 đã kết thúc thời gian thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng. Thí sinh cần nắm chắc các mốc thời gian quan trọng tiếp theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, đặc biệt không được quên thanh toán lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký và đúng thời hạn thì các nguyện vọng xét tuyển mới được chấp nhận. Thí sinh cũng cần theo dõi kỹ, bám sát lịch trình để không bỏ lỡ những cột mốc quan trọng, bởi hệ thống không thể chờ đợi một vài thí sinh quay trở lại những khâu trước đó. Vàng một chữ SJC ngừng thu mua, ai bảo vệ quyền lợi của người mua là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay. Ép giá thậm chí không thu mua lại vàng một chữ SJC là thực tế đang diễn ra khiến cho nhà đầu tư đứng ngồi không yên và không khỏi bức xúc. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng trong trường hợp bán vàng cho công ty SJC và công ty từ chối mua, người dân vẫn có thể bán vàng cho các cửa hàng kinh doanh vàng dưới dạng nguyên liệu, có thể sẽ phải chịu thiệt vài triệu đồng một lượng so với bán vàng cho SJC theo giá niêm yết. Nhưng như vậy rất thiệt thòi cho người dân, vì khi mua vàng miếng SJC là người dân mua cả thương hiệu SJC nhưng lại phải bán dưới dạng là vàng nguyên liệu. Hôm nay ngày 3 tháng 8, tròn 2 tháng Ngân hàng Nhà nước bán vàng qua 4 ngân hàng thương mại lớn và công ty SJC. Theo bài viết Thấy gì sau 2 tháng ngân hàng bán vàng, theo báo Đại Đoàn Kết, tới nay thì thị trường vàng trong nước tuy chưa phải đã thực sự ổn định, nhưng đã không còn những cơn sốt vàng, không còn nguy cơ vàng hóa nền kinh tế. Nhiều nhà kinh tế cũng chung nhận định chính sách bình ổn của chính phủ và ngân hàng nhà nước đã đúng hướng, giúp giá vàng trong nước điều chỉnh linh hoạt theo giá thế giới. Tuy nhiên, dù cơ chế này bước đầu hiệu quả kiểm soát chênh lệch giá vàng SJC và thế giới, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài cần có các giải pháp cơ bản hơn để quản lý thị trường vàng hiệu quả hơn. Bài viết đăng ký xe bấm biển số qua ứng dụng VNEID, người dân vẫn còn lúng túng. Trên báo Sài Gòn Giải Phóng, phản ánh việc mặc dù đã có người thực hiện thành công việc đăng ký bấm biển số xe qua ứng dụng VNEID, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện đăng ký bấm biển số xe theo thông tư số 28 của Bộ Công an trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNEID vẫn còn nhiều khó khăn. Trong ngày 1 và ngày 2 tháng 8, ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng tại đội đăng ký quản lý giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM, có nhiều người dân tới để đăng ký bấm biển số xe máy, xe ô tô. Tại đây, người dân vẫn đăng ký bấm biển số như trước đây và đăng ký trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNEID. Nhiều người dân gặp khó khi đăng ký xe qua VNEID trong ngày 2 tháng 8 vì hệ thống khó truy cập và chập chờn. Việc làm phi chính thức vốn được coi là những việc làm bấp bênh, thiếu tính ổn định. Tuy nhiên, nhiều lao động vẫn chấp nhận gắn bó với công việc này trong thời gian dài, thay vì tham gia các khóa đào tạo nghề để có thu nhập ổn định và tốt hơn. Được đào tạo nghề miễn phí, song tại sao đào tạo nghề cho lao động phi chính thức lại không hấp dẫn? Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, nguyên do là nhiều người lao động muốn nhanh chóng kiếm việc làm để có thu nhập mà ít quan tâm đến các khóa đào tạo nghề miễn phí. Trong khi đó, mức hỗ trợ đào tạo nghề quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng còn thấp, nhiều khi không đủ bù đắp chi phí đi lại ăn ở sinh hoạt của người lao động tham gia học nghề. Nội dung vừa rồi của tiểu mục Điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới sáng nay của Truyền hình Nhân dân.